Gordon. Blocking button. There he is. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 8 giờ tối ngày 1 tháng 8 giờ thủ đô Washington, tức 7 giờ sáng ở Việt Nam ngày 2 tháng 8. Trà My kính chào quý vị. Việt Nam cấm chia sẻ tin tức trên mạng xã hội. Hạ viện Mỹ thông qua luật nhân quyền Việt Nam 2013. Hơn 1.000 người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt trong một cuộc càn quét rộng lớn của cảnh sát Nga. Đó là một số tin đáng chú ý. Ngay sau đây là bản tin chi tiết. Các blogger và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam không được phép chia sẻ hay phổ biến tin tức từ báo chí hay các trang mạng của chính phủ. Theo một nghị định mới ban hành, bị chỉ trích là một nỗ lực tiếp tục tăng cường siết chặt quản lý Internet và đàn áp quyền tự do thông tin của người dân. Nghị định 72 của chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 9 năm nay. Quy định blog hay các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter chỉ được dùng để cung cấp và trao đổi thông tin cá nhân. Báo chí trong nước trích lời Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Nam Thắng nói, nghị định này sẽ thúc đẩy Internet phát triển mạnh mẽ hơn tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau khi báo chí loan tin về nghị định 72, đông đảo blogger và những người dùng Facebook tại Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ bất bình. Nhiều blogger đã đăng bình luận chia sẻ trong cộng đồng mạng, phản đối quy định mà họ xem là trói buộc quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin của người dân. Blogger Nguyễn Văn Dũng từ Hà Nội. Hai năm gần đây là nhà nước ra những nghị định, những cái luật rất là buồn cười, trong có những cái luật phải rút lại. Nghị định này thì tôi không hiểu tại sao mà tôi là báo chí chính thống, họ muốn là tuyên truyền cái quan điểm như họ nói là của Đảng và nhà nước. Thế nào mà họ lại còn không cho dân dẫn lại những cái bài của họ, những cái nguồn tin của họ, không cho tổng hợp những cái tin bài của họ. Tôi không hiểu một cái logic nào trong đấy cả. Hình như là bắt đầu chuẩn bị học tập Triều Tiên hay sao ấy. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh từ miền Trung, người vừa được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao tặng Giải thưởng Công dân mạng 2013, nói đây là một nghị định không thể chấp nhận vì vi phạm nghiêm trọng các nhân quyền căn bản của công dân. Nó sai trái quá. Cái nghị định này cũng nhằm mục đích là hạn chế cái chuyện thông tin trên mạng của các cá nhân. Báo chí thì nhà nước nắm được quyền hết cả, cá nhân không được ra báo. Bây giờ cá nhân chỉ có còn thông tin trên mạng, mà Nga thông tin trên mạng thì không được phép. Cho nên đây là một trong những nghị định mà hạn chế hoàn toàn cái tự do ngôn luận của người dân. Bộ Thông tin Truyền thông nói, mục đích của nghị định 72 nhằm giúp cư dân mạng trong nước tìm kiếm thông tin chính xác và lành mạnh. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh phản bác. Chuyện thông tin lành mạnh nó không lành mạnh là do cái tự độc lập của mỗi cá nhân, cái quyền của mỗi cá nhân. Người ta biết chọn thông tin nào là đúng đắn, thông tin nào không đúng đắn. Nhà nước không thể đứng ra làm thay cho họ cái điều đó. Blogger Dũng cho rằng, cho dù nghị định này có được áp dụng đi chăng nữa, nó cũng sẽ không là rào cản trước nguyện vọng thực thi quyền tự do thông tin của người dân trong thời đại kỹ thuật số. Cái nghị định cực kỳ là vô lý thế này thì nói thật chẳng ai tuân theo cả. Mà kể cả mà người ta dùng cái đấy thì người ta buộc tội người nọ người kia thì nó cũng là một trò hề. Tôi nghĩ là chẳng ai sợ cả. Giới blogger Việt Nam vừa rồi đã có cái tuyên bố dính đến cái điều 258 đấy, còn gửi cho các nước trên thế giới, các tổ chức nhân quyền. Bây giờ không thể bắt nạt người dân như trước đâu ạ. Nghị định 72 cũng cấm các nhà cung cấp dịch vụ Internet nước ngoài không được cung cấp thông tin xuyên tạc hay chống đối nhà nước Việt Nam, làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội và đoàn kết dân tộc. Người sử dụng mạng chất vấn về định nghĩa thế nào là chống đối nhà nước, giữa lúc các bản án liên tiếp dành cho các blogger về các tội danh liên quan đến điều mà Hà Nội gọi là chống nhà nước đang bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế mạnh mẽ lên án là vi phạm nhân quyền, là lạm dụng các điều luật mơ hồ để giới hạn quyền tự do ngôn luận của người dân. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh. Nhà nước có cái điều 39 để ngăn chặn, rồi có thêm cái điều 88 để ngăn chặn cái quyền tự do ngôn luận của mọi người, rồi thêm cái điều 258 nữa là dân ra ngăn chặn tiếp. Rồi bây giờ hình như thấy vẫn chưa đủ cho nên đưa thêm cái nghị định này, và nên là biết hết mọi đường để nhằm triệt tiêu, không cho người dân được phát biểu cái gì hết vào cái hệ thống báo chí chính thống của nhà nước. Nghị định 72 được ban hành trong bối cảnh không ngừng gia tăng số blogger bị bỏ tù tại Việt Nam. Trong năm nay, Việt Nam tiếp tục bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt kê vào danh sách kẻ thù Internet. Từ đầu năm tới nay, có ít nhất 46 nhà hoạt động bao gồm các blogger bị Việt Nam buộc tội hoặc kết án dài hạn vì thực thi các quyền tự do căn bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin.
Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua với tỷ lệ áp đảo luật nhân quyền Việt Nam 2013 do dân biểu Chris Smith, chủ tịch tiểu ban nhân quyền thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, là tác giả. Luật mang số hiệu HR-1897 đề ra các biện pháp thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam bằng cách ngăn cấm chính phủ Mỹ viện trợ không có mục đích nhân đạo cho Việt Nam, trừ phi Hà Nội có những tiến bộ nghiêm túc và đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Phát biểu tại buổi biểu quyết ở Hạ viện tối ngày 31 tháng 7, dân biểu Smith nhấn mạnh. Mục đích của luật mà cả lưỡng đảng đều ủng hộ này rất đơn giản, là nhằm gửi một thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ, hữu lý tới nhà cầm quyền Cộng sản đang gia tăng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam, rằng Hoa Kỳ hết sức nghiêm túc trong công cuộc đấu tranh chống lại những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, dân biểu Ed Royce, một trong những nhà lập pháp mạnh mẽ ủng hộ luật nhân quyền Việt Nam, nói. Người dân Việt Nam cần những gì cụ thể hơn là lời nói, và đó là lý do vì sao chúng ta phải thông qua luật này. Đó là thông điệp tới mọi người dân Việt, rằng Hoa Kỳ cam kết bảo vệ nhân quyền và cũng là đòn bẩy có thể dùng để đảm bảo rằng chính quyền Việt Nam phải lưu ý đến vấn đề này. Đây là dịp để Quốc hội Mỹ chia sẻ với những người dân Việt đang khao khát tự do. Tác giả luật nhân quyền Việt Nam, dân biểu Chris Smith, kêu gọi. Chúng ta đã thấy xu hướng ngày càng tồi tệ của nhân quyền Việt Nam. Đã tới lúc chúng ta phải đứng về phía những người bị đàn áp, những người đang khao khát được tự do tại Việt Nam và để chống lại sự độc tài. Đây là lần thứ tư luật nhân quyền Việt Nam do dân biểu Smith đề xướng được Hạ viện Mỹ thông qua. Trong ba lần trước, vào năm 2004, 2007 và 2012, luật đều bị chặn khi lên đến Thượng viện, chủ yếu do Thượng nghị sĩ John Kerry, người đang đảm nhiệm chức Ngoại trưởng hiện nay. Dân biểu Smith hy vọng, với việc ông Kerry không còn ở Thượng viện, luật nhân quyền Việt Nam năm nay sẽ có cơ hội được đưa ra biểu quyết tại Thượng viện để chính thức có hiệu lực. Vấn đề nhân quyền Việt Nam đã được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nêu lên trong cuộc gặp Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang tại Tòa Bạch Ốc hôm 25 tháng 7, trong lúc hàng ngàn người Việt từ khắp nơi tập trung biểu tình bên ngoài để đánh động công luận quốc tế về thành tích nhân quyền tồi tệ của Hà Nội. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Mỹ và giới hoạt động nhân quyền cho rằng sự lưu ý của chính quyền Tổng thống Obama vẫn chưa đủ cương quyết và mạnh mẽ để có thể buộc Hà Nội phải cải thiện. Có người ví von rằng vấn đề nhân quyền chỉ là một món salad nhẹ, chứ chưa thực sự là món chính được trình bày trong bữa tiệc thượng đỉnh Việt-Mỹ ở Tòa Bạch Ốc. Dân biểu Loretta Sanchez, người đồng bảo trợ luật nhân quyền Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ là Hạ viện Mỹ đang tiếp tục nỗ lực vận động ở Thượng viện để luật cuối cùng sẽ được đưa tới bàn làm việc của Tổng thống, để ông hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền Việt Nam. Trung Quốc ngày 1 tháng 8 chính thức khiếu nại với chính phủ Mỹ sau khi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết tỏ ý quan tâm trước các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông và Biển Đông. Nghị quyết thông qua hôm 29 tháng 7 nêu lên nhiều ví dụ khiến Thượng viện Hoa Kỳ lo âu, trong đó có chuyện Trung Quốc đưa ra bản đồ chính thức, xem các khu vực có tranh chấp tại Biển Đông là của mình, và chuyện các tàu hải giám của Trung Quốc tiến vào vùng đang có tranh chấp với Nhật tại Biển Hoa Đông. Văn bản khiếu nại của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, nghị quyết do một nhóm nhỏ thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị, coi thường cả lịch sử lẫn sự kiện, đổ lỗi vô cớ cho Trung Quốc và đánh đi một tín hiệu sai lạc cho các nước khác. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các thượng nghị sĩ liên hệ, tôn trọng các sự kiện và khắc phục lỗi lầm để tránh làm vấn đề cũng như tình hình khu vực thêm phức tạp. Tân Hoa Xã của Chính phủ Trung Quốc nói, nghị quyết của Thượng viện Mỹ là một mũi tên nhắm vào hai con nhạn, một mặt nhằm trấn an các lực lượng chống Trung Quốc bên trong và bên ngoài nước Mỹ, một mặt để chứng minh chính sách tái cân bằng lực lượng của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương là cần thiết. Tân Hoa Xã cho rằng, các chính trị gia Mỹ đánh giá thấp ý chí và quyết tâm của Trung Quốc khi nói đến bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ý chí và quyết tâm này không bao giờ lay chuyển trước những hành vi gây hấn hoặc đe dọa dùng võ lực của bất kỳ quốc gia nào. Hơn 1.000 người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt trong một cuộc càn quét rộng lớn của cảnh sát Nga. Bộ Nội vụ Nga hôm 31 tháng 7 loan báo, nhân viên cảnh sát đã bắt giữ 1.200 công dân Việt đang ở Nga trái phép tại một địa điểm chứa hàng ở phía đông Moscow. Bộ này nói thêm là cảnh sát phát hiện 20 xưởng may mặc có thể chứa trên 800 trạm may mặc tại địa điểm chứa hàng này. Hãng tin RIA Novosti còn cho hay là cuộc càn quét này còn bắt được 8 người bị cho là những nhà tổ chức các xưởng may bất hợp pháp. 8 người này mang quốc tịch Iraq, Syria, Azerbaijan và Việt Nam. Hân hạnh chào đón quý vị đến với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, nơi mang đến quý vị nguồn thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. VOA trên truyền hình vệ tinh toàn cầu IOR Asia Satellite,
với các bản tin VOA Express, tường trình tin tức thời sự Việt Nam quốc tế, các video phóng sự từ khắp nơi trên thế giới và nhiều chương trình dạy tiếng Anh phong phú. VOA Radio trên sóng trung bình 8 và 10 giờ tối Việt Nam mỗi ngày với các chuyên mục đa dạng từ tư vấn sức khỏe, hội thoại với giới trẻ đến các bài tường trình về sinh hoạt của người Việt hải ngoại, về khu vực châu Á và Hoa Kỳ. VOA Website, Internet, YouTube là nơi nghe xem đọc thông tin chính xác, nhanh nhạy, nhiều thể loại, kết nối với các blogger, trao đổi với các độc giả khắp nơi, nhận bản tin hàng ngày qua email, podcast, RSS và điện thoại di động. voatiengviet.com, thông tin để tiến bộ. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình vệ tinh của VOA trên Iowa Asia Satellite phát sóng lúc 7 giờ sáng Việt Nam, được chiếu lại lúc 8 giờ rưỡi tối cùng ngày và 4 giờ sáng hôm sau. Tin tức và các chương trình radio video của đài chúng tôi trên trang nhà voatiengviet.com có thể được truy cập dễ dàng bằng trình duyệt Opera, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt. Bài vở đóng góp cho VOA Việt ngữ xin quý vị gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Trà My xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.